Hello, mình xin chào cô chú. Ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu cô chú một số loại phụ nữ tổng hợp và bên con đang vừa cắt ra để chia giống lại cho các cô chú. Và trong một khóm như vậy thì giá là 200.000 và trong đó có đủ loại nha cô chú. Đây là mặt hoa của giới nước vàng tuyền. Đây là mặt hoa của Cherio B. Đây là giới nước bảy sắc. Và đây là mặt hoa hồng long mộng. Tiếp theo là mặt hoa của giới nước mật ngọt. Trong đây nó sẽ có 4 5 loại khác nhau nha cô chú. Một khóm như vậy thì giá tiền của nó là 200.000. Và con đã tách rồi cô chú, về cô chú trồng lại. Và số điện thoại của con là 0908 846 804, địa chỉ Phần Lan, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và đây là khóm mã số 1 của chú. Ủa gì thì có rất là nhiều loại. Mã số 1 200. Và đây là khóm mã số 2 của chú. 200 luôn. Mã số 2. Đây là mã số 3. Mình về mình trồng lại nha cô chú. Mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. Và cái này nó đều đã rễ rất là tốt cô chú. Về mình trồng lại. Đây là mã số 4. Đồng giá là 200.000 một mã số. Mã số 4. Bụi mã số 5. Nó có rất là nhiều bụi nhỏ như thế này. Đó. Đồng giá là 200.000 một khóm. Và hiện tại thì con chỉ còn 5 khóm nữa là hết nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804 và địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hoa lông xin chào cô chú.